hơn 10 năm sử dụng rồi mà rất mới luôn anh chị nhá. Xin chào quý vị và anh chị. Hôm nay Auto 19 bên em vừa mới cập bến một cái siêu phẩm, một cái mẫu xe cực kỳ là độc lạ. Chưa dọn rửa, chưa spa và chưa làm bảo dưỡng bất kỳ một cái thao tác gì cả. Và để nguyên xe mộc để giới thiệu luôn tới quý vị anh chị, để anh chị có thể nắm bắt toàn bộ những cái chi tiết, những cái vị trí nó còn đang chưa đẹp, và sau đó sẽ là quy trình spa và bảo dưỡng anh chị nhé. Và hôm nay xin được giới thiệu với quý vị anh chị một cái mẫu xe cực kỳ đặc biệt, chiếc Toyota 4Runner. Chiếc xe này của em là sản xuất năm 2012 anh chị nhé, và phiên bản này là phiên bản thường thôi. Ngoài ra thì em có một cái phiên bản Limited cũng sản xuất năm 2012, và chiếc xe đó thì đang trong quá trình spa và dọn rửa anh chị nhé. Và chỉ khoảng là 1-2 ngày tới thôi em cũng sẽ lên sóng video chiếc xe đó. Và đây là một cái chiếc xe mà em nói rồi, cực kỳ đặc biệt anh chị nhé. Nó với cái form dáng rất là lạ và cái trải nghiệm vận hành cũng cực kỳ tuyệt vời. Và nó sẽ nhỏ hơn một chút so với những chiếc Land Cruiser anh chị nhé. Đây, mời anh chị. Và phiên bản này thì là trang bị bộ đèn với khả năng chiếu sáng rất tốt anh chị nhé. Đây, cực kỳ tốt này, to bản này, và nhìn rất là khỏe khoắn này. Những cái đường gân dập nổi anh chị nhìn này, nắp capo nhá, cực kỳ là khỏe khoắn. Và điểm nhận diện dễ nhất với một chiếc xe phiên bản thường và phiên bản Limited, đây, mời anh chị. Phiên bản này thì sẽ trang bị bộ mâm phay nhỏ hơn đó, nhưng mà sẽ đem lại cái trải nghiệm lái êm hơn. Và mời anh chị nhìn qua cùng em này, cái phần gầm của nó đây, những cái tay đòn này, những cái càng A càng Y này, cực kỳ là to bản nhá. Chính vì vậy nó khiến chiếc xe trở lên vô cùng là đầm chắc. Đó, sơn anh chị nhìn qua nhá, sơn thì em sẽ về cho đánh bóng và dọn dẹp lại, không cần sơn quá nhiều đâu, nhưng sẽ cho đánh bóng lại và phủ lên nó một lớp ceramic. Và chúng ta sẽ có những cái tay nắm cửa rất là to bản này, mạ chrome anh chị nhìn qua này. Hơn 10 năm sử dụng rồi mà rất mới luôn anh chị nhá. Và chìa khóa đây là mở khóa cơ. Đó, cực kỳ là đầm chắc luôn. Và với cái mã sản phẩm này đó là SR5. Đó là mã đặc trưng rồi. Và dàn lốp cực kỳ dày dặn anh chị nhá. Dàn lốp này đúng là để đi địa hình rồi. Và chúng ta sẽ có một cái khoang cốp rất là rộng rãi anh chị nhá, 4Runner này. Đó, những cái móc kéo này thể hiện đây là một cái mẫu xe off-road. Và với phiên bản này thì chúng ta sẽ có cái phần mở kính rất là đặc biệt anh chị nhá. Đó, gần như chỉ có một số ít những cái mẫu xe có thể mở kính đằng sau thôi. Và ngoài ra chúng ta sẽ mở cửa đằng sau. Và với phiên bản này thì chúng ta sẽ có 7 hàng ghế anh chị nhá, rất là rộng rãi. Nội thất màu nâu, cà phê rất đẹp và ngoại thất màu đen. Đó, chưa dọn rửa gì đâu anh chị nhìn qua này. Đó, rất còn nhiều những chi tiết bẩn, nhưng mà những cái chi tiết ốc này còn nguyên bản 100% anh chị nhá. Đó, anh chị nhìn qua này. Hay là những chi tiết liên quan đây, anh chị mời anh chị nhìn qua nhá. Em vừa mới lấy tại gia chủ thôi. Đó, nhưng mà nó đều là nguyên bản. Cái quý của nó là nguyên bản 100%. Và hệ thống đèn sau cũng rất là to bản. Mời anh chị cùng em ngắm qua cái phần nội thất của chiếc xe Toyota 4Runner phiên bản thường và mang cái mã sản phẩm là SR5. Chúng ta sẽ có cửa gió làm mát đằng sau này, điều hòa auto, và tất nhiên rồi, 4 cửa đều là gương gập chỉnh điện, điều chỉnh auto rồi. Đây anh chị nhìn qua nhá, chắc chắn rồi, nó sẽ có những cái hao mòn theo thời gian này, không thể tránh khỏi đâu. Nhưng mà chắc chắn rồi, em sẽ về cho spa để trả lại toàn bộ những cái vẻ đẹp nguyên bản nhất. Nhưng mà quan trọng nhất là máy số khung gầm nguyên bản 100%, đó là cái mà chúng ta thực sự là đáng quý. Và chiếc xe này của em lăn bánh 8 vạn km nhá, rất mới anh chị nhá. Đây, mời anh chị cùng em ngắm qua. Và đây là một chiếc xe đem lại khả năng vận hành tuyệt vời. Vì sử dụng cái khối động cơ V6 4.0 lít anh chị nhá. Chút nữa thì em sẽ show cái phần động cơ cho anh chị. Và trước hết cùng anh chị ngắm qua, chúng ta sẽ có gương chống chói này, cửa sổ trời này, và rất nhiều tính năng liên quan này anh chị nhá. Hộp ABS này, track này, hay là hỗ trợ đổ đèo này. Đây là một chiếc xe mà đã nói rồi, nó là một chiếc xe off-road thì nó phải có rất nhiều tính năng vận hành. Và gia chủ đã nâng cấp cho chiếc xe này màn hình giải trí Android anh chị nhá, thì nó sẽ khiến chúng ta đỡ nhàm chán hơn thay vì cái phiên bản thường. Phiên bản bình thường thì sẽ là màn hình bình thường thôi. Và chiếc Limited của em thì sẽ là màn hình nguyên bản anh chị nhá. Và chúng ta sẽ có thêm cái đồng hồ đây. Đồng hồ này nó sẽ báo những cái tính năng liên quan đến vận hành này, hay là nhiệt độ ngoài trời này, hay là những cái tính năng khác. Vì phiên bản này là phiên bản nhập rồi nên chắc chắn nó sẽ là outside và 82 độ F anh chị nhá, nó không phải là độ C. Và đây là những tính năng liên quan đến điều chỉnh điều hòa này. Chúng ta sẽ có điều hòa này, và những cái tính năng rất là hay ho, rất là xịn sò nhá. Và với phiên bản này thì sẽ khác với phiên bản Limited một chút nữa, đó là phần liên quan đến cài cầu anh chị nhá. Với phiên bản này thì sẽ là cài cầu cơ thay vì cài cầu điện tử.
Và đây là những cái phím liên quan đến hạ kính đằng sau này. Đó anh chị nhá, rất hay ho, rất là xịn sò. Nhưng tổng thể cái bề mặt còn rất mới, vô lăng rất mới anh chị nhá. Có nhiều những tính năng, có cruise control. Đó, rất rất hay. Và với phiên bản này thì em đã nói rồi, nó là một cái chiếc xe đem lại khả năng vận hành vượt trội với cái khối động cơ. Đây em sẽ tắt máy để giới thiệu anh chị cái khối động cơ của chiếc xe này. Khối động cơ vô cùng đặc biệt, V6 4.0 lít hút khí tự nhiên anh chị nhá, nguyên bản 100%. Đây mời anh chị. Với khối động cơ này nó sẽ dùng chung nền tảng với những chiếc Prado xuất Trung Đông. Đây mời anh chị nhá. Đó, rất là mạnh mẽ, rất là bền bỉ. Mức độ tiêu thụ nhiên liệu của chiếc xe này em tính toán nó rơi vào quãng độ khoảng 15 đến 16 lít trên 100 km đường tổng hợp. Một con số tương đối là ấn tượng anh chị nhá. Toàn bộ những chi tiết từ máy số, khung gầm, keo chỉ nguyên bản 100% anh chị nhá. Anh chị có thể yên tâm. Đây là xe nguyên mộc, em về dọn rửa một chút thôi nó sẽ sáng bóng, nó sẽ sáng mới gần như với thời điểm mua mới anh chị nhá. Đó, quan trọng nhất những cái bề mặt này, những cái chi tiết này, nhựa này, những chi tiết chrome này hay là những chi tiết cao su còn rất rất mới. Và với cái tầm tài chính hơn 1 tỷ đồng và cụ thể là khoảng 1,4 tỷ đồng, anh chị đã hoàn toàn có thể sở hữu cho mình một cái mẫu xe cực kỳ là đặc biệt, độc lạ và thực sự là ăn chơi và cũng rất rất bền lành. Anh chị quan tâm đến mẫu xe này hãy liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại là 0923 112279, hoặc đến trực tiếp Auto 19 có địa chỉ tại lô 2 Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy, Hà Nội để được lái thử và trải nghiệm mẫu xe. Một lần nữa cảm ơn quý vị anh chị đã lắng nghe video của em. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.